Nếu cái vấn đề bạn đang giải nó ở phạm vi toàn cầu thì nó sẽ bạn có thị trường toàn cầu. Nếu vấn đề của bạn thì là vấn đề local thì bạn là business local. Thực ra thì business global hay business local nó không phải là cái nào hoành tráng thế nào cả. Quan trọng với mình thì quan trọng là cái vấn đề bạn đang giải nó thực sự impactful đến đâu. Để thực sự mà nó có thực ảnh hưởng đến bao nhiêu người và ảnh hưởng đến chiều sâu như nào thôi. Thường như mình chẳng hạn thì thực ra mình vẫn nói đấy, thực ra mình cũng chưa go global, thực ra mình vẫn đi trong việc là mình tạo các business trên internet thôi. Với mình thì cái boundary của mình là internet. Tức là những cái sản phẩm của mình lấy ra thì đều các bạn đều user của mình đều là trên vương quốc internet. Họ tiếp cận với mình và mình giải các vấn đề trên internet mà họ gặp. Em nghĩ đấy là một quan điểm rất hay, tức là mình không phân biệt giữa câu chuyện là global hay local gì, mà mình chỉ nhìn tất cả như là, tức là user, tất cả mọi người, thì mình sẽ nhìn họ dưới một góc nhìn ví dụ như là người dùng internet và có một cái vấn đề nhất định. Và khi mình tập trung vào giải quyết vấn đề đấy thì câu chuyện biên giới này, câu chuyện cách làm nó sẽ được giải quyết. Mặc dù mình có thể hiểu như vậy đi, nhưng mà em nghĩ chắc chắn là user trên internet chẳng hạn như ở Việt Nam chẳng hạn thì sẽ khác với user ở Mỹ đi, hoặc là ở châu Âu chẳng hạn. Như vậy thì có một cách thức nào đấy mình cần phải trau dồi, tìm hiểu để mình có thể làm tốt ở nhiều thị trường khác nhau không ạ? Thực ra thì cách của mình luôn luôn xây dựng là làm thế nào, lớn nhất là làm thế nào để thật sự tôi gần được khách hàng của tôi. Đây là cái câu khẩu quyết của mình. Bằng mọi phương pháp, nhất là bây giờ với thời đại của mình, nghĩ rằng là cái việc là biên giới hay là cái việc là liên lạc nó không còn là một vấn đề và khó khăn nữa. Thật sự làm thế nào để mình thật sự am hiểu được khách hàng, mình thật sự là gần được khách hàng. Nhưng cách của mình, các cái ví dụ của mình đưa ra chẳng hạn, mình luôn là người sẽ luôn luôn là người tương tác với khách hàng trực tiếp. Mình làm sao để mình xây dựng được cái cộng đồng xung quanh được đấy, là mình thật sự mình hiểu sâu hơn và mình có thời gian ở cạnh khách hàng nhiều hơn, được giao tiếp với khách hàng sớm hơn. Thì đấy, tất cả những mọi trong các idea của mình đều luôn luôn xây dựng cho một cái năng lực như vậy. Làm sao tôi thiết lập một cái công ty của tôi gần nhất khách hàng. Làm sao để tôi trước khi mà tôi, thậm chí trước khi tôi làm, tôi biết là tôi có quyền nói chuyện với khách hàng, tôi có thể gọi khách hàng. Thậm chí tôi tâm tình với khách hàng, từng những cái nỗi đau của họ để thực sự tôi hiểu sâu hơn. Vì một phần nữa là mình phải trở thành một cái người như vậy. Tức là mình phải đồng hành và mình empathy được khách hàng. Tức là khách hàng dùng cái gì mình cũng phải dùng như thế. Để thật sự để mình hiểu hơn. Từ dưới thì mình đồng cảm rồi, bắt đầu cái giải pháp của mình nó sẽ trôi chiều sâu hơn. Thì cái vấn đề lớn nhất của mình là làm thế nào để thật sự gần với nhau. Nói vào cảnh khác đi, internet cho mình một cơ hội như vậy. Các business offline thì có thể mình sẽ chưa có kinh nghiệm, nhưng mà trên online chẳng hạn thì với mình là chỉ có cách là thật sự mình làm nói chuyện với khách hàng hàng ngày. Và internet cho mình cơ hội về đây. Ý tưởng startup và các cái công ty của anh là nó sẽ đi theo những cái trào lưu hay là những cái dòng chảy của công nghệ, đúng không? Có thể nói như vậy không ạ? Ừ, thực ra thì mình nghĩ rằng là mình là một doanh nhân bất đắc dĩ nhiều hơn. Vâng. Tức là mình chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ bắt đầu với ngành này và mình được đào tạo thật sự để trở thành ngành này. Tất cả mọi thứ nó đến từ đầu tiên là đến từ việc là thực sự mình muốn giải quyết một cái vấn đề của một cái thời kỳ mà của một cái giai đoạn đấy. Tức là đầu tiên là thời kỳ đó, thời điểm ban đầu khi mình dùng internet chẳng hạn, thì mình biết là truy cập các thông tin về vượt đầu tiên mình có một sở thích về chơi game. Ừ. Thì việc là truy cập thông tin và gặp gỡ các bạn bè và cùng sở thích với mình chẳng hạn, nó bị hạn chế, và đấy là những cái đam mê đầu tiên của mình là tạo ra các forum để kết nối những cái người cùng sở thích với nhau, và mình tạo ra các cộng đồng về game, về esports trên ở Việt Nam. Cũng là thời kỳ thứ hai chẳng hạn là mình còn có cái struggle đến bắt đầu phải lo lắng hơn về mặt tiền bạc. Bắt đầu mình mà cảm thấy là mình muốn tạo ra một cái giải pháp để giúp cho mọi người quản lý tài chính dễ dàng hơn. Đó là cái tiền đề để tạo ra một ứng dụng Maneuver. Và bây giờ mình đang trong theo đuổi một cái hành trình mới, làm sao để mình nhận thấy rằng là cái xu hướng về mặt tiêu thụ nội dung trên internet của mọi người càng ngày càng bùng nổ, và có rất nhiều định dạng mới, content mới được tạo ra, và đó là lý do mình nghĩ rằng là phải có một giải pháp mới để mình lưu trữ thông tin và giúp cho mọi người capture được thông tin một cách hiệu quả hơn trên internet. Đấy là cái hành trình mới của mình, cái startup của mình tên là Safe.day. Như vậy là em có một cảm nhận là gần như là những cái sản phẩm của anh hay những cái hành trình của anh, những công ty của anh thì nó đều khởi phát từ những cái nhu cầu của chính cá nhân anh, đúng không? Hay là những thứ mà anh cảm thấy là anh tìm cái nguồn cảm hứng từ đâu? Để nói chung thì mình nghĩ là bất là doanh nhân vậy, để có một cái khởi phát về một cái đức tin nào đó. Với mình thì mình luôn luôn tin rằng là mọi startup sinh ra đều phải giải quyết một vấn đề của nỗi đau của một ai đó, của một tập hợp người nào đó trên thị trường. Và thường thì mình nghĩ rằng là mình là một người dùng internet
là mình thường là đầu tiên lắng nghe, đầu tiên là lắng nghe mình và mình có thể validate với cái thị trường xem là thực sự là cái vấn đề đấy thực sự như nào. Đây là một quá trình mà trong một cái startup thì bọn mình luôn tìm thì là lắng nghe khách hàng và là tìm hiểu sâu hơn cái nhu cầu của khách hàng. Em thấy anh Huy là một người mà rất là giàu ý tưởng, và có một thứ nữa mà em luôn nhận thấy đấy là anh thực thi ý tưởng rất nhanh và là rất thành thường thường là rất là nhanh và rất hiệu quả. Anh có quy trình nào cho hay là cách thức nào đấy để mà mình hình thành hoặc là mình biến các cái ý tưởng thành sản phẩm không? Thực ra ý tưởng thì rất là nhiều, mà ý tưởng nó là hữu dụng và ý tưởng phù hợp, đầu tiên là phù hợp với bản thân và phù hợp với đội ngũ và cũng như là phù hợp với thị trường nó mới hiếm. Tham gia với mình thì thực ra mà nói thì ý tưởng nó đến từ việc quan sát. Nếu mà đầu tiên là quan sát xung quanh mình, quan sát cái thế giới quan của mình là thế nào. Đó, dụ là mình nhận thấy rằng được là về cơ bản thì xung quanh mình luôn có vấn đề. Và vấn đề thẳng ra là mình vấn đề nào mình thực sự muốn giải, mình muốn tâm huyết để giải hay không. Tất cả vấn đề còn tồn tại trên đời này thì đều khó cả. Cái lớn nhất là mình phải có cảm hứng, mình phải có tập hợp được đội ngũ phù hợp để giải quyết vấn đề đó. Tham gia với mình thì mình không, mình nghĩ rằng là cái khó, cái việc là tạo ra ý tưởng nó không quá khó nếu mà thực sự mình nhìn nhận rằng là mình là một người problem solver, tức là mình nhận thấy là đâu là có người có khó khăn, có người này, đấy là những ý tưởng đó. Và thật sự lớn nhất ấy, mà challenge lớn nhất của mình trong quá trình khởi nghiệp luôn là ý tưởng phù hợp với rất nhiều tiêu chí. Là đầu tiên đấy, như mình luôn luôn là ra là ý tưởng đấy có thể mình có cảm hứng, mình có thật sự muốn giải quyết nó trong vòng 5 năm, 10 năm tới mình, nếu mà thanh xuân của mình hay không. Tại vì thường lớn nhất mình thấy là founder chán là startup chết, chưa bao giờ một cái ý tưởng nào nó thật sự là vô nghĩa cả. Thường là founder không đủ kiên định. Hai rằng là cái thị trường này mình có giải quyết đúng cái vấn đề của thị trường hay chưa. Tức là ý tưởng đang bề nổi rất nhiều, nhưng mà thật sự mình thật sự có hiểu sâu được là đằng sau đó cái vấn đề thực sự họ gặp là gì. Để thực sự mấy con điểm của mình luôn luôn là nếu mình thực sự giải quyết một vấn đề của thị trường thì mình sẽ được reward. Nhưng mà mình luôn tìm được cái vấn đề mà một là độ sâu của nó, vấn đề đấy nó thực sự painful, hay là có cái vấn đề đấy là một vấn đề mà rất nhiều người cùng bị. Thì đấy là những cái thường là trong quá trình mà của mình thì mình luôn luôn cố gắng để validate cái problem